sang konnichiwa, Cosmos no Dung desu. Xin chào tất cả các bạn, mình là Dung Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Video hướng dẫn học ngữ pháp N2, bài số 1, mẫu số 2. Ni sai shite, ni atatte. Ở đây chúng ta lại thấy sai, nhưng là dạng ni sai shite, nghĩa là thấy dạng chia sang dạng động từ nhé. Hoặc ni atatte, sai này vẫn là chữ tế. Và ni sai shite hay ni atatte cũng vẫn mang một cái nghĩa là khi dịp nào đó. Nhưng có cái sự khác nhau gì so với sai hoặc sai nhị? Chúng ta cùng nhau theo dõi nhé. 書類の提出に対して期限を厳守してください。書類 đó là tài liệu, 提出 đó là đa sự, chính là mang nghĩa là nộp. 提出する thì 書類の提出に対して khi mà bạn nộp cái tài liệu á thì 期限 đó là hạn. 守ってください thì chúng ta có thể chuyển thành 厳守してください nghĩa là 厳守 đó là nghiêm thủ, nghĩa là phải tuân thủ nghiêm ngặt cái hạn nộp. Và bạn sẽ để ý ở đây là hình ảnh. Hình ảnh này là ở Madoguchi, là giống như là lời của cô lễ tân của Ketsuke rằng đang giải thích cho khách hàng hoặc là cho người dân, đúng không ạ? 書類の提出に際して期限を厳守してください。Đó, thì đấy là cách nói rất là lịch sự, rất là sang trọng. Và nó sẽ nhấn mạnh vào cái hành động. Và cái hành động mà bạn tê xuất sự, và cái hành động bạn nộp ấy, bạn nộp tài liệu ấy, thì bạn phải tuân thủ cái hạn. Ngoài ra bạn sẽ để ý rất nhiều những oshirase, những bảng biểu thông báo có thấy ni sai shite hay ni atatte. Ví dụ như sau. Ví dụ như là nói về một cái bảng thông báo. Thông báo là konyu ni sai shite no isiki chousa, nghĩa là tên của cái cuộc điều tra ý thức khi ni sai shite, khi mà có cái hành động mua hàng, nghĩa là điều tra ý thức khi mua hàng đó. Thì lúc đấy người ta cũng lấy dùng là ni sai shite chứ không dùng là konyu no toki, đúng không ạ? Bởi vì đây thể hiện sự sang trọng lịch sự. Hay ví dụ số 2 nhé, đó là giống như một cái bảng biểu thông báo của quận, của khu đó, thì bạn sẽ nhìn thấy là những cái điểm chú ý khi mà chúng ta hinan suru, nghĩa là chúng ta khi đi tránh nạn đó. Hinan ni sai shite no chú ý điểm, những điểm chú ý khi đi tránh nạn. Thì ở đây sai shite được nối với danh từ phía sau nên ở giữa có kết hợp với trợ từ no. Sai shite no chú ý điểm, hay là những hình ảnh ví dụ sau nhé, bạn sẽ thấy ni atatte này, nghĩa là sẽ kiểm tra. Kiểm tra cái gì? Hajime ni oyomi kurasai. Goryo ni atatte có nghĩa là khi bạn sử dụng, khi bạn dio, khi bạn sử dụng thì bạn trước hết hãy đọc. Đọc đã, đầu tiên là phải đọc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Đó. Hay là ví dụ số 2 nhé. Đây là một cái gì đây ạ? Hitori igurashi o hajimeru ni atatte. Khi mà bắt đầu cái cuộc sống hitori igurashi, sống một mình, thì sau đó thì có những hình ảnh gì? Thì đấy bạn sẽ thấy rằng là ni atatte hay là ni sashite xuất hiện rất nhiều trong các bảng biểu thông báo hay là các lời nói mà mang tính rất lịch sự, trang trọng và mang nghĩa là nhân dịp khi. Và đằng trước ni sai shite hay ni atatte chúng ta có thể kết hợp với danh từ hoặc verb ru. Ở đây có ni, do đó là danh từ không cần cộng với no nữa nhé. Các bạn hãy lưu ý. Mang nghĩa nhân dịp, vào dịp, khi. Nếu sai hoặc sai nhị thì hành động đó có thể là quá khứ hoặc là hiện tại, verb ru hoặc verb ta, đã hoặc sẽ xảy ra. Thế nhưng với ni sai shite hay ni atatte thì chỉ có hành động sẽ xảy ra thôi. Tập trung nhấn mạnh vào hành động sẽ xảy ra. Các bạn lưu ý nhé. Và chúng ta cùng nhau theo dõi các ví dụ sau đây để hiểu rõ hơn mẫu câu này. Ichiban, chúng mình hãy nhìn ở đây nhé. Đó là koji. Koji đó là công trường. Koji kankesha đó là chỉ về những người mà như là kỹ sư hay là phụ trách về công trường đó. Thì koji kankesha nghĩa là những người mà có liên quan đến cái thi công công trường này. Thì họ làm gì trước khi họ động thổ? Koji o hajimeru, đó là trước khi mà họ thi công hay là trước khi họ động thổ thì họ sẽ kinjo no jūmin. Jūmin đó là người dân, nhân dân đó. Kinjo đó là những người sống xung quanh đó. Người dân sống xung quanh đó thì họ sẽ làm gì? Họ aisatsu o suru, nghĩa là họ sẽ chào hỏi, xin phép. Ví dụ như là Ohayou gozaimasu, Akise. Kensetsu to moshimasu. Tôi đến từ công ty xây dựng Akise. Chikaku de gaiheki koji o suru koto to nari, wa aisatsu ni ukagaimashita. Thì trong dịp gần đây, thì dịp sắp tới thì chúng tôi sẽ thi công cái công trường về cái bức tường bên ngoài. Do đó là tôi xin phép được đến để chào hỏi và xin phép anh chị. Nghĩa là chào hỏi xin phép anh chị rằng là sẽ công trường thì sẽ rất là ồn, mong mọi người sẽ là
tha lỗi kiểu như vậy. Thì khi đó là người Nhật trước khi mà thi công, Kōjū hajimeru ni sai shite, thì kinzō no jūmin ni aisatsu wo shite mawatta. Shite verb te mawaru đó là vòng quanh một lượt, vòng quanh một lượt. Nghĩa là họ sẽ đi chào hỏi hết một lượt dân xung quanh đó. Nhân dịp bắt đầu khởi công, những người thi công tại công trường đã đi chào hỏi người dân xung quanh. Đó, thì ý nghĩa của câu này là như vậy. Ví dụ số 2, các bạn sẽ thấy là có shopping site. Shopping site đó là website mà mua hàng trên mạng. Tô shopping site thì tô, tiền từ tô để đặt đằng trước thì để chỉ là cái gì đó, chính cái này. Chính là bằng nghĩa kono shopping site. Đó, tô shopping site no goryo ni saishite. 以下のご利用条件をよく読みください。これが、あ、khi mà ご利用に際して、khi mà sử dụng cái trang web bán hàng trên mạng này, thì xin hãy đọc thật kỹ よく読みください。nghĩa là đọc thật kỹ những cái条件, những cái điều kiện sử dụng bên dưới, điều kiện hay là điều khoản sử dụng đó. 3番, ở đây chúng ta sẽ dùng với nhà. Ở đây là chúng ta sẽ thấy là 事業始める. 事業 đó là sự về chữ nghiệp.Jigyo hajimeru nghĩa là bắt đầu sự nghiệp. Chỗ này có thể là bắt đầu mở công ty hay là nhà hàng hay bắt đầu một cái lĩnh vực kinh doanh nào đó thì người ta dùng với jigyo hajimeru. Thì ở đây mình lấy hình ảnh đó là jigyo hajimeru giống như là khi mà khai trương cửa hàng đấy. Atarashiku jigyo hajimeru ni atatte. Khi hoặc bắt đầu một cái dự án hay sự nghiệp hay là mở công ty, nhà hàng thì shikkari to junbi wo shiyou to omotte orimasu.準備đó là chuẩn bị. 準備をしようと思っております. Đó là tôi nghĩ và tôi quyết tâm rằng là muốn chuẩn bị thật kỹ càng. しっかりと嘛, chuẩn bị thật kỹ càng trước khi mà bắt đầu mở cửa hàng hay bắt đầu một sự nghiệp hay mở công ty. 이용 bảo. Ở đây bạn sẽ thấy hình ảnh của 結婚式, đúng không ạ? 카도대, 카도대 đó là môn xuất, nghĩa là xuất môn của hai người. Ý đó là cái việc mà hai người thành thân, kết duyên.お二人の門出にあたりまして、お祝いの言葉を申し上げます。Đấy chính là lời của người mà được speech trong cái kôn shiki. Và người đó sẽ nói lời chúc mừng, kiểu như là tôi xin gửi lời chúc mừng nhân dịp kết hôn của hai anh chị. Đó. Thì お祝いの言葉を申し上げます。申し上げます thì chính là います。Dạ, khiêm nhường ngữ. Còn にあたって thì chuyển thành にあたりまして để thể hiện sự sang trọng và lịch sự hơn.お二人の門出にあたりまして、お祝いの言葉を申し上げます。5番、日本で国際会議を開催するにあたり、関係各方面からの協力を得た。Ở đây chúng mình cùng nhau tìm hiểu nhé. 国際会議 đó là hội nghị quốc tế, 開催 đó là mở, khai mạc. Thì khi mà chúng ta khai mạc hay mở hội nghị quốc tế ở Nhật Bản thì 得た đây là chữ đắc, nghĩa là nhận.Nhận được cái gì ạ? Nhận được sự khiêu riêu cự, sự hỗ trợ, sự giúp đỡ của ai, từ ai? Karano, từ phía kanke kaku homen. Nghĩa là từ phía homen là các phương hướng, các phía. Mà kaku homen nghĩa là mọi phía liên quan. Và chúng mình có thể dịch xuôi là khi khai mạc hội nghị quốc tế ở Nhật Bản, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ tất cả các bên liên quan. Đó.Thì ở đây chúng mình sẽ nhận thấy là ni atari này bằng với ni atatte nhưng chuyển thành dạng ni atari để thể hiện sự sang trọng lịch sự hơn. Chính là bắt nguồn từ cấu trúc verb 1t, verb 2. Thì khi đó verb 1t có thể chuyển thành dạng verb 1 masu, bỏ masu, verb 2. Ni atari bằng với ni atatte hay ni atarimashite cũng bằng nghĩa nhưng sang trọng và lịch sự hơn. Như vậy bạn sẽ thấy ni saishite, ni atatte đều mang nghĩa nhân dịp, vào dịp, khiVà đằng trước sẽ kết hợp với danh từ hoặc verb rư. Mẫu này là văn mẫu câu văn viết hoặc cách nói mà nặng tính nghi thức. Bạn có thể điểm lại sẽ nhận thấy rằng câu số 5 thì nói khi mà nói về ở hội nghị quốc tế. Số 4 thì khi nói ở lễ kết hôn. Số 3 đó là khi mà nói về phát biểu, rất là văn viết sang trọng lịch sự. Hay là số 2 là khi mà giải thích viết trên trang website. Hay là số 1 khi mà giải thích giới thiệu về việc mà chúng tôi đã đi chào hỏi nhân dân. Dùng trong giải thíchhoặc hướng dẫn là những cái oshirase hay những cái setsumesho. Còn danh từ hay verb rư đây là những cái việc mà rất quan trọng, mang những tính bước ngoặt. Các bạn thấy như là kikon đúng không ạ? Hay là miseo hiraku hay là kai kokusai kaigi o kaisai suru. Đó, thì toàn là những cái dịp rất quan trọng, mang tính bước ngoặt. Như atatte thì về sau nhá, hay đi cùng các từ chỉ hành động.
và đi kèm với các từ chỉ hành động tích cực và không đi kèm với những hàm ý xấu như là wakare, chia tay, hay là newing hay tosan. Các bạn lưu ý, tosan là phá sản. Còn đằng sau, phía đằng sau của nisaiste mà là một danh từ thì sẽ có dạng là nisaiste no danh từ. Và để hiểu rõ hơn mỗi cấu trúc này, chúng mình sẽ cùng nhau làm bài tập bên dưới với 4 câu hỏi. Câu số 1, 1番 父は2歳して医者にいろいろ質問した。冒頭、khi gì đó thì đã hỏi いろいろ質問した。đã hỏi rất nhiều, hỏi ai ạ? Hỏi bác sĩ rất nhiều. 病気が回復する đó là khi mà hồi phục bệnh. Hay là 手術を受ける nghĩa là phẫu thuật. 毎日病院へ行く ngày nào cũng đến bệnh viện. Thì bố tôi đã hỏi bác sĩ rất nhiều khi nào ạ? Và một cái đặc điểm và một cái hành động mà mang tính bước ngoặt. Ở đây thì có phải là khai phúc cự không? Khai phúc cự là hồi phục hay là khi mà đến bệnh viện? Đương nhiên phải là phẫu thuật, nghĩa là thể hiện một cái gì đó rất là thay đổi. Thể hiện một hành động thay đổi mang tính bước ngoặt. 父は手術を受けるに際して医者にいろいろ質問した。Khi bố tôi phẫu thuật thì ông đã hỏi bác sĩ rất nhiều điều. 2番研修旅行に際して体調が良くなかった。Sức khỏe không tốt khi mà tôi đi kiến tập. Chỗ này thì chúng ta chỉ cần dùng đơn giản là toki là được rồi đúng không ạ? B. 天候が気がかりだった。天候が気がかり、気がかり là thể hiện sự lo lắng. 天候が気がかりだった nghĩa là tôi rất lo lắng về thời tiết. Lúc này thì có thể là 旅行の時 hoặc là ai đã gì đó. 説明会が開かれた nghĩa là có một cái buổi mà giải thích buổi hướng dẫn đã được tổ chức. Khi mà tôi đi kiến tập thì đã có một buổi giải thích, buổi setsume kai đã được tổ chức. Đáp án C. 2番にあたって必要な書類を準備した。Tôi đã chuẩn bị những cái số liệu, những cái tài liệu cần thiết khi sau đó. E, 出勤する. 出勤する thì chỉ đơn giản đó là đi làm. Đi làm thì rất là bình thường đúng không? Không có cái gì mang tính bước ngoặt cả. 留学する đó là đi du học. 도서관에 行く. 도서관에 行く thì cũng tương đương với 出勤する. Rất bình thường. Những hành động bình thường không mang tính bước ngoặt thì không hay dùng. Với như 아따떼 hay 니 사이스떼. Sau đó chúng ta sẽ chọn là B. Câu số 4. 요망. 아따라시오피스에노移転に当たりまして何々。移転 đó là việc mà chúng ta chuyển cái địa điểm làm việc đến cái văn phòng mới. Thì khi vào cái dịp mà chuyển địa sang văn phòng mới đó thì 気持ちも新しくなりました。だから cái tâm hồn, cái cảm giác, cảm xúc của tôi cũng trở nên tươi mới. B. 非常に嬉しいです。Tôi rất là vui. Trong khi thì phía sau của 当たりまして thì hay đi kèm với các động từ đúng không? Chỉ hành động. Mà ở đây thì thể hiện sự trạng thái. Động từ narimasu trạng thái. Còn đây là tính từ. C. Hitogoto go aisatsu moshiagemasu. Thì tôi đã nói, phát biểu hay chào hỏi một vài lời. Thì khi đó là sẽ là phần C, động từ. Khi mà chuyển sang hoặc là cái nhân cái dịp mà chuyển sang văn phòng mới thì tôi xin phát biểu hoặc tôi xin nói một vài lời chào tạm biệt. Kiểu như vậy. Và đó là phần luyện tập liên quan đến mẫu nhị saishite, nhị atate. Các bạn hãy lưu ý nhé, mẫu này là mang nghĩa nhân dịp, vào dịp, khi, tập trung nhấn mạnh vào hành động sẽ xảy ra. Và chú ý rằng những danh từ hay verb lưu đằng trước thường chỉ về những cái hành động hay những cái sự việc mang tính bước ngoặt. Phía sau của nhà tà tệ thì không đi kèm với những từ hàm ý xấu. Và hy vọng rằng với phần chia sẻ vừa rồi đã giúp cho các bạn có thể hiểu rõ hơn mẫu cấu trúc nhị sai tệ và nhị a tà tệ. Xin cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại vào video tiếp theo. ご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。